Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với kênh Học Văn Sáng Tạo. Và ngày hôm nay thì anh sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm những câu hỏi đọc hiểu liên quan đến cái phần tiếp theo của bài Mùa Xuân Nho Nhỏ. Và ngày hôm nay thì anh sẽ hướng dẫn các bạn làm những câu hỏi liên quan đến cái khổ thơ thứ hai và khổ thơ thứ ba. Đây là cái phần nội dung trong cái đoạn nêu lên những cái cảm xúc của nhà thơ Thanh Hải về mùa xuân đất nước. Thì ở cái bài tập đọc hiểu ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có khoảng 10 câu hỏi liên quan đến cả bốn cấp độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và liên hệ. Chúng ta sẽ đi vào câu hỏi đầu tiên nhé. Câu hỏi đầu tiên, nêu tác dụng của thể thơ ngũ ngôn được sử dụng trong bài thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ. Thì các bạn sẽ cần trả lời được những ý như sau. Thể thơ ngũ ngôn đó là thể thơ với những câu thơ ngắn, 5 chữ, nhịp điệu nhanh, thường thích hợp diễn tả cảm xúc vui tươi, lạc quan và yêu đời. Và thể thơ này rất thích hợp với việc thể hiện lòng tha thiết, yêu mến và gắn bó với đất nước, với cuộc đời của nhà thơ Thanh Hải. Đó. Câu số 2, cái cảm xúc chủ đạo của tác giả trong đoạn thơ trên đó là gì? Thì đọc cái khổ thơ thứ hai và khổ thơ thứ ba viết về mùa xuân đất nước, nhà thơ Thanh Hải, ông ấy đã thể hiện được cái tình yêu và cái niềm tự hào đối với quê hương, đối với đất nước của mình. Câu hỏi số 3, từ mùa xuân trong đoạn thơ được sử dụng theo nghĩa gốc hay nghĩa chuyển, hãy giải thích rõ. Thì các bạn sẽ thấy là ở đây cái từ mùa xuân người cầm súng, mùa xuân người ra đồng đúng không? Được sử dụng theo nghĩa gốc bởi vì là từ mùa xuân ở đây mang ý nghĩa là chỉ mùa xuân của đất trời, mùa xuân của thiên nhiên. Đó là mùa đầu tiên trong năm, mùa đẹp nhất và tràn đầy sức sống nhất. Cho nên nó là nghĩa gốc chứ không phải là nghĩa chuyển. Đến câu hỏi số 4, có thể thay từ xôn xao bằng từ lao xao được không và vì sao? Thì khi mà gặp cái câu hỏi này, các bạn sẽ cần chắc chắn cái câu trả lời là không thể thay thế được rồi đúng không? Nhưng mà cái điều quan trọng hơn đó chính là cách mà chúng ta giải thích hợp lý cơ. Thì cách giải thích là chúng ta sẽ giải thích ý nghĩa của từng từ một, giải thích ý nghĩa của từ lao xao, giải thích ý nghĩa của từ xôn xao. Và sau đó chúng ta sẽ kết luận là không thể thay thế được, bởi vì là nếu thay thế thì nó sẽ đánh mất đi ý nghĩa gì. Thì chúng ta sẽ cùng đi vào câu trả lời chi tiết nhá. Không thể thay thế được bởi vì từ lao xao ở đây ấy, đó là miêu tả một cái âm thanh cụ thể, âm thanh từ xa vọng lại, không rõ tiếng. Và đó là âm thanh từ thiên nhiên, từ cuộc sống, từ con người. Sau này lên lớp 10 thì các bạn sẽ được học một cái tác phẩm là Cảnh Ngày Hè Nguyễn Trãi. Thì các bạn sẽ bắt gặp một cái câu thơ là lao xao chợ cá là ngư phủ. Nó cũng diễn tả một cái âm thanh của cuộc sống con người, âm thanh của làng chài ven sông khi mà mặt trời sắp tắt. Và đó là cái âm thanh từ xa vọng lại, không rõ tiếng, âm thanh của tiếng nói, tiếng cười ạ. Đó, thì đấy là cách chúng ta giải thích ý nghĩa của từ lao xao. Còn cái từ xôn xao trong cái bài thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ lại chủ yếu diễn tả những cái cảm xúc say mê, những cái tâm trạng náo nức, rộn ràng, vui vẻ trong tâm hồn của con người. Như vậy thì nếu chúng ta thay bằng từ lao xao á, thì nó sẽ đánh mất đi ý nghĩa là diễn tả được cái không khí đông vui, náo nức, rộn ràng của đất nước khi bước vào mùa xuân mới đúng không? Đó, cho nên đây là lý do chúng ta không thể thay thế được bằng từ lao xao là như vậy. Tiếp đến câu hỏi số 5, hình ảnh đất nước qua cảm nhận của nhà thơ có đặc điểm gì? Thì qua cái khổ thơ thứ hai, chúng ta sẽ thấy một đặc điểm của đất nước, đó là đất nước hiện lên với không khí tấp nập và khẩn trương, với cái tâm trạng náo nức và rộn ràng khi bước vào mùa xuân mới. Còn ở khổ thơ thứ hai, hai câu thơ đầu tiên, đất nước 4.000 năm vất vả và gian lao, thì chúng ta lại thấy một đất nước hiện lên với lịch sử lâu đời, đã trải qua rất nhiều vất vả và gian lao. Còn đến ở hai câu thơ cuối cùng, đất nước như vì sao cứ đi lên phía trước, thì chúng ta thấy một đất nước được so sánh với hình ảnh vì sao đang đi lên, đang ngời sáng lung linh, và một đất nước sẽ có một tương lai tươi sáng. Đấy, thì các bạn khi mà trả lời câu hỏi số 5 ấy, là các bạn sẽ cần phải trả lời đầy đủ được ba cái đặc điểm của đất nước như ở trên màn hình. Đến câu hỏi số 6 là theo em ý nghĩa của từ mùa xuân trong đoạn thơ trên có giống ý nghĩa của từ mùa xuân trong hai câu thơ Một Mùa Xuân Nho Nhỏ lặng lẽ dâng cho đời hay không và vì sao? Thì cái này chúng ta sẽ cần phải vận dụng những kiến thức đã học nhá. Chúng ta sẽ cần phải mindset một chút, tư duy một chút ạ. Là ở trong cái kiến thức mà chúng ta đã được học thì chúng ta biết là một mùa xuân nho nhỏ lặng lẽ dâng cho đời, nó mang ý nghĩa ẩn dụ đúng không? Như vậy thì chắc chắn cái câu hỏi này đó là ý nghĩa không giống nhau đúng không? Hai từ mùa xuân trong hai trường hợp trên có ý nghĩa không giống nhau, bởi vì
Mùa xuân trong đoạn thơ trên được sử dụng theo nghĩa gốc, đó là mùa xuân của đất trời, mùa xuân của thiên nhiên, mùa xuân mùa đầu tiên trong năm, mùa đẹp nhất và tràn đầy sức sống nhất. Còn mùa xuân trong hai câu thơ, một mùa xuân nho nhỏ, lặng lẽ dâng cho đời, nó lại mang ý nghĩa ẩn dụ cho những cái điều tốt đẹp nhất, ý nghĩa nhất, tinh túy nhất của cuộc đời mỗi con người. Và qua hình ảnh ẩn dụ này thì nhà thơ đã nói về những cống hiến giản dị, khiêm nhường mà đẹp đẽ vô tư của mỗi con người, của mỗi cuộc đời cho quê hương đất nước. Đó, thì đây chính là cách trả lời không giống nhau và vì sao là như vậy. Đến câu hỏi số 7, đây là một câu hỏi đơn giản hơn, thuộc về cái cấp độ số 1, cấp độ nhận biết. Bài thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ được sáng tác vào năm nào? Được sáng tác vào năm 1980. Nêu mạch cảm xúc của bài thơ, thì cái mạch cảm xúc của bài thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ, anh có hướng dẫn các bạn rồi là nó có 3 mùa xuân đúng không? Mùa xuân của thiên nhiên, mùa xuân của đất nước, mùa xuân của cuộc đời mỗi con người, và kết thúc bởi lời ngợi ca quê hương đất nước qua làn điệu dân ca xứ Huế. Thì khi trả lời câu hỏi về mạch cảm xúc thì các bạn sẽ viết là bài thơ đi từ cảm xúc của nhà thơ về mùa xuân thiên nhiên đất nước, đến những suy nghĩ, ước nguyện cống hiến những điều tốt đẹp dù nhỏ bé của mình cho cuộc đời chung. Bài thơ kết thúc bởi lời ngợi ca quê hương đất nước qua làn điệu dân ca xứ Huế. Đó. Câu hỏi số 8. Ở khổ thơ cuối, tác giả có nhắc đến hai làn điệu Nam Ai và Nam Bình. Em hiểu như thế nào về hai làn điệu ấy, và qua hai giai điệu đó thì tác giả muốn gửi đến mọi người điều gì? Thì câu trả lời, Nam Ai đó là làn điệu có giai điệu buồn thương, còn Nam Bình là làn điệu dịu dàng và trìu mến. Qua hai làn điệu ấy thì tác giả muốn gửi đến mọi người cái sự lạc quan, tình yêu cuộc đời, tình yêu cuộc sống, và tình yêu và cũng như là cái niềm tự hào đối với quê hương và đất nước của nhà thơ Thanh Hải. Câu hỏi số 9 là một câu hỏi tương đối khó, là hãy kể tên một văn bản trong chương trình ngữ văn trung học cơ sở cũng xuất hiện những làn điệu này, đó là văn bản nào và của ai? Thì các bạn sẽ cần phải lục lại kiến thức ở chương trình ngữ văn lớp 7, đó là văn bản Ca Huế Trên Sông Hương của Hà Ánh Minh. Đó. Đấy nhá, đấy là câu hỏi số 9. Và chúng ta sẽ chuyển đến cái câu hỏi cuối cùng, một câu hỏi quan trọng hơn, đó chính là câu hỏi liên quan đến nghị luận xã hội. Như cái buổi hôm trước là anh đã hướng dẫn các bạn cái cách làm nghị luận xã hội về một bài tư tưởng đạo lý, gồm có 5 bước làm đúng không? Thì cái bài này vấn đề nghị luận xã hội là mối quan hệ giữa lao động và niềm vui của con người trong cuộc sống. Chúng ta vẫn sẽ làm theo kiểu tư tưởng đạo lý. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng ôn lại 5 cái bước làm của bài nghị luận xã hội về tư tưởng đạo lý nhá. Nhìn trên màn hình này. Bước làm đầu tiên là chúng ta sẽ cần phải giải thích. Bước làm số 2 là chúng ta sẽ phải nêu biểu hiện. Bước làm số 3 là phân tích chứng minh, bước làm quan trọng nhất của bài đúng không? Bước số 4, bàn luận mở rộng. Và bước cuối cùng, liên hệ bản thân. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào từng bước làm cụ thể để giải quyết cho cái vấn đề là mối quan hệ giữa lao động và niềm vui của con người trong cuộc sống đó là gì. Ở đây đề bài không hề xuất hiện một câu nói, một ý kiến hay một quan điểm, cho nên chúng ta sẽ chỉ cần giải thích từ ngữ thôi đúng không? Thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ cần phải giải thích hai từ ngữ lao động là gì và niềm vui là gì. Lao động đó là sử dụng cái sức lực, trí tuệ để tạo ra những cái sản phẩm hữu ích về vật chất hoặc là tinh thần. Còn niềm vui đó là sự phấn khởi, hứng thú, niềm yêu thích hay là cái niềm hạnh phúc của mỗi con người. Đúng không? Chúng ta sẽ cần giải thích đơn giản như thế này thôi. Bước số 2 là cái bước nêu biểu hiện. Thì chúng ta sẽ nói rằng lao động bao gồm có lao động tay chân và lao động trí óc, và có rất nhiều ngành nghề khác nhau trong cuộc sống. Còn niềm vui và cái niềm hạnh phúc thì nó rất là rộng ấy, thì chúng ta có thể nêu ra một số những cái biểu hiện cụ thể như sau. Đó là khi mà chúng ta được làm cái công việc mình yêu thích, khi mà chúng ta được sống và theo đuổi với đam mê của mình, khi mà chúng ta được làm những điều có ý nghĩa cho bản thân và cho xã hội, hay là khi chúng ta biết yêu thương và được yêu thương. Đó chính là cái lúc mà chúng ta cảm thấy vui và hạnh phúc trong cuộc sống đúng không? Rồi đến bước số 3, cái bước mà anh vẫn nhắc các bạn là chúng ta sẽ cần phải đầu tư nhiều thời gian cũng như là đầu tư nhiều công từ hơn ở cái bước này, đó chính là phân tích chứng minh. Ở phần phân tích chứng minh, cái nhiệm vụ của chúng ta đó chính là phải làm rõ được cái mối quan hệ giữa lao động và niềm vui đó là gì, đúng không? Cái mối quan hệ sẽ là mối quan hệ tác động qua lại với nhau ấy, tức là lao động mang đến niềm vui, còn niềm vui sẽ giúp ích cho lao động. Ở đây chúng ta sẽ cần phải đặt câu hỏi, tại sao lao động
lại mang đến niềm vui cho chúng ta. Thực chất là chúng ta sẽ đi tìm ý nghĩa của lao động, đúng không? Các bạn có thể tham khảo một số những ý như sau ở trên màn hình nhé. Lao động giúp chúng ta có cuộc sống tốt hơn, ấm no và đầy đủ. Lao động giúp con người phát triển kiến thức, kỹ năng, khẳng định được cái giá trị của bản thân, được sống và theo đuổi với đam mê của mình. Và Maxim Gorky có một câu nói rất nổi tiếng: lao động là đôi cánh của ước mơ, là cội nguồn của những niềm vui và sáng tạo. Và bây giờ các bạn sẽ cần phải suy nghĩ xem là để làm rõ, để chứng minh cho cái lý lẽ này thì chúng ta sẽ cần mang đến dẫn chứng nào phù hợp. Và anh sẽ mang đến một cái dẫn chứng mới cho các bạn, đó chính là dẫn chứng liên quan đến kiến trúc sư Phạm Đình Quý. Người có tài ảo thuật, 5 năm xây dựng 105 điểm trường cho trẻ em vùng cao. Đây là hình ảnh của anh Phạm Đình Quý. Anh Phạm Đình Quý, công việc của anh ấy là một kỹ sư xây dựng ở Hà Nội. Và bằng một cái tình yêu thương với đồng bào, với miền núi, đặc biệt là với những trẻ em ở cái vùng xa xôi hẻo lánh nơi địa đầu của Tổ quốc. Cho nên anh ấy đã quyết tâm xây dựng 105 điểm trường cho trẻ em vùng cao trong suốt 5 năm qua. Và người ta vẫn nói vui rằng là anh ấy có một cái tài ảo thuật, đó là biến những cái lớp học tạm bợ, biến những cái ngôi nhà tranh tre dột nát trở thành những cái lớp học kiên cố và vững chắc. Và cái niềm vui trong cái công việc, cái niềm vui trong cái lao động của anh Phạm Đình Quý đó là khi nhìn thấy tụi nhỏ vui vẻ đến lớp, khi mà nhìn thấy được cái tương lai tươi sáng của những cái vùng xa xôi hẻo lánh nơi địa đầu của Tổ quốc. Và cái niềm vui của anh ấy còn là khi được nhận cái tình cảm yêu quý từ các trẻ em nhỏ ở vùng cao, được nhận được cái sự thương yêu của các đồng bào miền núi. Và tất cả những điều đó nó khiến cho anh cảm thấy vui trong cái công việc và anh ấy cảm thấy hạnh phúc trong cái cuộc sống của mình. Đó. Thì các bạn có thể lấy dẫn chứng về anh kiến trúc sư Phạm Đình Quý để làm rõ cho cái lý lẽ là lao động đem đến niềm vui cho chúng ta, đúng không? Tiếp đến lý lẽ số 2, mối quan hệ tác động số 2, đúng không? Đó là niềm vui giúp chúng ta thêm yêu lao động và đạt kết quả tốt hơn. Là niềm vui trong quá trình lao động và nhận thành quả lao động sẽ giúp con người thêm yêu, thêm gắn bó, thêm sáng tạo trong cái công việc mà mình đang làm. Rồi niềm vui ấy cũng giúp con người vượt qua những nhọc nhằn, những khó khăn và những thử thách. Và chúng ta sẽ phải tiếp tục suy nghĩ xem là chúng ta sẽ cần phải đưa vào bài viết dẫn chứng nào. Thì anh sẽ mang đến cho các bạn một dẫn chứng. Với những bạn trẻ thì đây là một cái dẫn chứng rất nổi tiếng trong thời gian gần đây. Đây là một người hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc. Và cái dẫn chứng mà anh mang đến cho các bạn đó chính là rapper Đen Vâu, một người truyền cảm hứng với những bản rap mộc mạc, với những cái lời ca từ đầy chất thơ của mình. Đây trên màn hình các bạn có thể thấy hình ảnh của rapper Đen Vâu. Thì các em thấy là trong năm 2019 đó là một cái năm hoạt động đột phá của rapper Đen Vâu, khi mà anh ấy cho ra liên tiếp rất nhiều những cái sản phẩm âm nhạc và có ảnh hưởng đến giới trẻ. Đầu năm 2019 thì anh ấy đã cho ra một cái MV là 10 năm để kỷ niệm 10 năm hoạt động nghệ thuật của mình. Và giữa năm 2019 thì anh ấy có một cái bài hát rất nổi tiếng với nữ ca sĩ Min, đó là bài này chill phết. Rồi khi mà cái bài này chill phết chưa hạ nhiệt thì anh lại tiếp tục mang đến cho khán giả, những người hâm mộ của mình một cái sản phẩm âm nhạc tạo nên một cơn sốt trong năm 2019, đó chính là bài 2 triệu năm. Quay lại cái cảnh mà Đen Vâu đắm mình ở dưới dòng sông ấy đó. Và ngay sau đó thì anh ấy cùng một lúc mang đến hai sản phẩm là Lối Nhỏ và Cảm Ơn. Rồi trong năm 2019 thì anh ấy cũng thực hiện một cái live show kỷ niệm 10 năm hoạt động nghệ thuật của mình, đó là show của Đen. Thì các em thấy rằng là trong năm 2019 đó là một cái năm hoạt động hết công suất của Đen Vâu, khi mà anh ấy mang đến và cho ra rất nhiều những cái sản phẩm âm nhạc ấn tượng. Và chính cái niềm vui, chính cái niềm đam mê trong công việc và trong âm nhạc đã giúp cho Đen Vâu càng cháy hết mình hơn nữa trong cái hành trình truyền cảm hứng bằng âm nhạc đến với tất cả mọi người. Đó, thì khi mà lấy dẫn chứng về cái niềm vui giúp chúng ta thêm yêu lao động và đạt kết quả tốt hơn á, là các bạn có thể lấy dẫn chứng về rapper Đen Vâu. Và khi lấy dẫn chứng về lao động mang đến niềm vui thì chúng ta có thể lấy dẫn chứng về kiến trúc sư Phạm Đình Quý. Ngoài ra thì các bạn có thể tìm hiểu thêm rất nhiều cái dẫn chứng khác, đúng không? Chúng ta có thể lấy về những con người nổi tiếng hoặc là những con người thần tượng của chúng ta để mà viết về cái bài mối quan hệ giữa lao động và niềm vui của con người trong cuộc sống. Rồi,
Tiếp đến cái bước số 4 chúng ta cần phải làm đó là bàn luận và mở rộng. Ở đây chúng ta sẽ đặt ra câu hỏi, nếu như con người không lao động thì điều gì sẽ xảy ra và cuộc sống con người sẽ ra sao? Có một cái đoạn văn trong những câu hỏi không lãng mạn, những điều để anh check lại xem có đúng không. Bài một cái bài những câu hỏi đúng rồi, những câu hỏi không lãng mạn của Nguyễn Quang Thiều. Ông ấy có đặt ra một vấn đề như sau. Ta hỏi một con chim, ngươi cần gì? Chim trả lời, ta cần bay. Một con chim được ăn trong cây béo trong lồng sẽ trở thành con gà bé bỏng tội nghiệp và vô dụng. Ta hỏi một dòng sông, ngươi cần gì? Sông trả lời, ta cần chảy. Một dòng sông không chảy sẽ trở thành vũng nước, khô cạn dần rồi biến mất. Ta hỏi một con tàu, ngươi cần gì? Con tàu trả lời, ta cần được ra khơi. Một con tàu không ra khơi, nó sẽ chỉ là một vật biết nổi trên mặt nước và sẽ chìm dần theo thời gian. Và khi ta hỏi một con người, ngươi cần gì? Con người này trả lời, ta cần được lao động trong sáng tạo. Ở trong cái đoạn bài viết những câu hỏi không lãng mạn thì Nguyễn Quang Thiều ông ấy có nêu ra bốn đối tượng: con chim, dòng sông, con tàu và con người. Và ông ấy đặt cùng một câu hỏi, ngươi cần gì? Tất cả những câu hỏi của các đối tượng này đều khẳng định cái sự tồn tại có ý nghĩa và đều khẳng định cái giá trị sống của chính mình. Và cái khẳng định, cái điều mà khẳng định sự tồn tại có ý nghĩa, khẳng định cái giá trị sống của mỗi con người đó chính là lao động và sáng tạo. Vậy thì quay trở lại với câu hỏi mà anh vừa hỏi các bạn đó là nếu con người không lao động, điều gì sẽ xảy ra? Và cuộc sống con người sẽ ra sao? Đúng không? Đơn giản là khi không lao động thì chúng ta sẽ không có cái để mà ăn. Đơn giản là khi không lao động thì chúng ta sẽ không có một cuộc sống tốt hơn, một cuộc sống ấm no và đầy đủ. Và khi đó chúng ta sẽ trở thành những con người ăn bám, cố gắng là bám víu hay níu kéo vào một ai đó để có thể đi lên. Và khi đó cuộc sống của chúng ta trở thành một cuộc sống tồn tại không hề có ý nghĩa và chúng ta sẽ không thể khẳng định được cái giá trị của bản thân mình trong cuộc sống và trong xã hội, đúng không? Và chúng ta sẽ cần phải phê phán cái thái độ lười biếng trong lao động, ỷ lại, không sáng tạo, không phát huy được hết cái năng lực cần có của bản thân. Đó. Bước số 5, bước cuối cùng đó chính là liên hệ bản thân. Thì các bạn có thể tham khảo một số ý mà anh viết ở trên màn hình nhé. Con người cần hiểu được ý nghĩa quan trọng của lao động, có tình yêu và tinh thần trách nhiệm về công việc. Mỗi người cần tìm được công việc thực sự phù hợp mà mình yêu thích và đam mê. Và với học sinh chúng ta thì lao động chính là học tập chăm chỉ, là giúp đỡ gia đình, là tham gia các hoạt động vì cộng đồng phù hợp với lứa tuổi của mình. Đó, đó chính là cách mà chúng ta có thể liên hệ bản thân. Và trên đây đó là 5 cái bước làm để làm rõ được mối quan hệ giữa lao động và niềm vui con người trong cuộc sống, đúng không? Thì cái điểm mà các bạn nhớ nhất này, đây chính là mối quan hệ giữa lao động và niềm vui con người trong cuộc sống. Đó. Như vậy là anh đã hướng dẫn cho các bạn xong 10 câu hỏi đọc hiểu liên quan đến cái phần số 2 là cảm xúc của nhà thơ Thanh Hải về mùa xuân của đất nước qua khổ thơ thứ hai và khổ thơ thứ ba, đúng không? Đó, thì cái video bài giảng ngày hôm nay sẽ kết thúc ở đây ấy, và anh sẽ tiếp tục hẹn các bạn vào những cái video tiếp theo trong những cái nội dung mới hơn ở thời gian sắp tới. Ok, và chúng ta sẽ chào tạm biệt. Bye bye!